Câu chuyện thứ 39. Cháu gái nói chuyện phạm lỗi với ma quỷ, nhờ niệm Phật giải quán. 7 năm trước, lúc tôi đang giảng kinh Di Đà ở nhà ban trưởng Lý Thủy Cẩm, ban Kim Cương ở đường Nam Kinh. Lúc đó có vị thính chúng rất thành khẩn, họ Dương tên Khuyến, hơn 30 tuổi. Cô ta rất giỏi làm ăn, đã từng kết hôn. Do vì hai vợ chồng trẻ cá tính không hợp nên chia tay nhau. Nhưng cô Khuyến này là người rất biết giữ đạo của người phụ nữ. Cho nên sau khi hai ông bà già chồng qua đời, mặc dù đã ly hôn với chồng, cô Khuyến vào tiết Thanh Minh hàng năm vẫn về nhà mình ở Lộc Cảng sắm sửa những đồ bánh lễ, rượu, đồ tế, vân vân, đi đến mộ của cha mẹ chồng cúng bái. 7 năm trước, cô Khuyến còn là tín đồ Phật giáo sơ cơ, đến tiết Thanh Minh vẫn về cố hương sắm sửa rất nhiều đồ, rồi cùng đứa cháu gái và mấy đứa bé hàng xóm đến cái mã quan đó cúng vái cha mẹ chồng có duyên mà không nợ. Cô ta đang phủ phục lại và nhớ lại ngày trước, bỗng nhiên nghe đứa cháu gái 10 tuổi đứng bên mộ bia kêu lên: "Cô ơi, hôm nay cô đi cúng mộ cúng sai rồi. Chúng ta là họ Dương, còn cái mộ này họ Hứa, không đúng rồi. Cô ơi, chúng ta về nhà đi, về sau không cần phải lại đây cúng bái mộ của họ Hứa này nữa." Do việc cháu bé này nhìn thấy họ ở bia đá trên mộ, không biết nội tình, tôi hỏi cô Khuyến, cô có giải thích cho nó không? Cô Khuyến nói: "Đối với con nít làm sao nói những chuyện quá khứ như thế này?" Tôi liền chia bánh trái cho đám một đồng, thôn nữ mang rượu thức ăn, đồ tế về chia cho mấy đứa nhỏ đi theo ăn. Tôi thì đi dội về Đại Trung. Sau khi cô Khuyến về Đại Trung 12 giờ đêm đó, người em trai ở Lộc Cảng đột nhiên vội vã đến, rất lo lắng hỏi rằng: "Chị à, chị hôm nay dẫn cháu đi đến mộ, có làm cái gì không đúng không? Tại sao ăn cơm tối xong, em đang viết bài, bỗng nhiên cháu nó kêu to đau đớn lên, cứ nói: ba ơi, ba ơi, có rất nhiều quỷ từ ngoài cửa sổ vào, đều vươn dài tay ra muốn bắt con đi. Họ mắng con hay xí vô chuyện người ta, biểu người ta sau này đừng đi cúng bái nữa. Ba má ơi, con sợ quá." Em trai cô lại nói: "Chẳng những như thế mà lại còn phát sốt cao nữa, cho nên cả nhà coi em nhanh chóng đến hỏi chị. Hôm nay ra mã, rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy?" Cô Khuyến liền đem việc ở mã nói với em trai. Cô ta nói: "Có lẽ là những hồn quỷ bị nói là không phải nhà họ của mình đó. Sáng ngày mai chị nhờ các vị liên hữu đi tụng kinh siêu độ là được rồi." Qua sáng hôm sau, cô Khuyến liền đến nhà ban trưởng nói với Lý Thủy Cẩm rằng: "Hôm qua cúng mộ, đứa cháu gái con biết nên nói những lời có lỗi với người chết. Tối hôm qua liền đến gây chuyện, làm cho thằng em của tôi ngay đêm hôm đó đến tìm tôi. Hôm nay đến đây thỉnh cầu ban trưởng nghĩ cách giùm." Ban trưởng Lý Thủy Cẩm thật từ bi, liền cùng phó ban trưởng Lâm Ngọc Kính, luôn cả cô Khuyến, ba người đi đến Lộc Cảng tụng một quyển kinh Di Đà, 21 biến chú giảng sanh và chú đại bi tâm kinh vân vân cho con bé, tiêu tai giải nạn cho nó, và cho nó uống nước chú đại bi, lại bảo cả nhà niệm A Di Đà Phật nhiều vào. Thật là không thể nghĩ bằng, nhiệt độ của con bé hạ dần, bình an vô sự như thường. Cô Khuyến từ đó cảm thấy Phật pháp vô biên, càng phát tính tâm sâu chắc, tinh tấn hơn gấp bội. Tháng 2 năm ngoái, lúc liên xã mở cuộc họp nhỏ, cô Khuyến đứng dậy xin hỏi sư phụ Bính Công. Cô nói: "Con trước kia chưa tin Phật, trong nhà có cúng một tượng Dương Gia Công, em gái con cũng là một miếng kim bài nặng 3 tiền đeo trên ngực của tượng thần. Bây giờ con đã là đệ tử Tam Bảo, con muốn thỉnh tượng Dương Gia Công đó đưa đến miếu thần và lấy miếng kim bài đó ra đem đi bán, rồi lấy số tiền bán được khắc một tượng Địa Tạng Bồ Tát. Em gái con đã đồng ý, xin hỏi sư phụ có được hay không?" Sư phụ đáp rằng: "Được, nhưng tượng Địa Tạng Bồ Tát này phải viết rõ là Dương Gia Công cúng hiến, bởi vì miếng kim bài của em gái cô đã dâng cho Dương Gia Công rồi. Kim bài là vật sở hữu thuộc về Dương Gia Công, nếu làm như lời ta nói thì không có lỗi." Do đây có thể thấy, cô Khuyến bây giờ đã là một tín đồ Phật giáo chánh tín vậy. Chuyện thứ 40. Việc sinh tử của ai, tự người đó giải quyết. Lại nói cô Khuyến
Vào một buổi sáng chủ nhật tháng trước, đến liên xã nói với tôi rằng: "Sư tỷ kháng chị, nhất định phải học biết khóa tụng, tụng kinh niệm Phật, tụng chú vãng sanh của hai thời khóa sớm tối, để một khi tai nạn đến thì tự mình biết niệm mới có thể tự cứu." Cô ta lại nói: "Do vì hai tháng trước tôi ở Trương Hóa có một người ông bà con, nửa năm trước bị mắc một chứng bệnh. Theo lời bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở Đài Bắc, nói là bị ung thư đường ruột, đã từng mổ ở một bệnh viện lớn. Theo bác sĩ nói, ruột già của ông ta như vảy cá, không thể cắt bỏ. Kêu con trai của ông nhanh chóng đưa ông về nhà, muốn ăn thứ gì thì mua cho ông ăn là tốt rồi." Tôi nghe nói ông mắc chứng bệnh bất trị, liền đi đến Chương Hóa thăm ông. Đến gặp bà nói với tôi: "Ông của con đã có dặn, lúc ông sắp lâm chung cần phải trợ niệm 8 tiếng đồng hồ cho ông ta, không được khóc. Đám tang phải làm chay, toàn bộ phải làm theo nghi thức Phật giáo." Tôi nói: "Mọi người ở đây chưa từng thấy qua người ta trợ niệm, làm sao mà biết trợ niệm? Nếu như lúc cần hộ niệm, bà gọi điện thoại cho con ở Đài Trung mời thêm mấy vị liên hữu đến trợ niệm giúp cho bà." Vào đầu tuần tháng 2, tôi nhận được điện thoại của bà tôi ở Chương Hóa, nói ông sắp vãng sanh rồi. Tôi vội vàng đi mời hai vị liên hữu nữa cùng tôi đến Chương Hóa, thì chỉ thấy ông ngồi dựa trên ghế giữa nhà khách, đã hôn mê không còn biết gì, khắp mình mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn. Tôi liền cùng hai vị liên hữu bắt đầu niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Một điều khiến cho người ta yên lòng nhất là cả nhà, con gái, con trai, các cháu đều vây quanh lại đồng thanh niệm Phật. Niệm đến trưa thì ông tỉnh táo trở lại, liền nói với mọi người rằng: "Vừa rồi có rất nhiều khuôn thần ác quỷ muốn bắt tôi đi, nhưng pháp lực của Phật A-di-đà chúng ta vô biên, bây giờ đã đi hết rồi. Tôi muốn vào phòng yên nghỉ một chút." Cô Khuyến thấy ông ta nói chuyện đã như người bình thường rồi, liền dẫn hai vị liên hữu cùng đến đi ra quán chay gần đó ăn cơm trưa. Sau đó mua hai vé xe đưa họ về Đài Trung trước. Cô Khuyến do vì buổi chiều lại đến nhà người bà con thăm ông nên không cùng hai vị liên hữu cùng về. Cô Khuyến lại có một bà dì ở cửa Nam, liền trước đến bà dì nói ý muốn nghỉ một chút. Bà dì đương nhiên rất hoan nghênh, liền dọn một phòng khách sạch sẽ, yên tĩnh cho cô nghỉ. Cô Quyến một mình ngồi trên giường, lúc còn chưa nhắm mắt, bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều hung thần ác quỷ đi đến, túm chặt đầu tóc của cô, giọng xuống giường túi bụi, cho cô Quyến đau đến nỗi, ngay cả đến niệm Phật cũng niệm không ra tiếng. Đành dùng tâm niệm A-di-đà Phật, tâm niệm không ngừng, bọn ác quỷ kia đương cự không lại mới buông ra chạy đi. Cô Quyến tỉnh lại, không dám nói với bà dì, vội vã từ biệt. Cũng không có đến nhà người ông bà con nữa, mà đón xe đi thẳng về Đài Trung. Vừa vào đến trong nhà, vội vã đến bàn Phật, đốt đèn thắp hương lên, tụng kinh A-di-đà, lại còn tụng mấy trăm biến chú vãng sanh, rồi lại niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Tụng niệm xong, liền quỳ xuống hồi hướng rằng: "Bạch Phật A-di-đà, xin Ngài làm chủ cho con. Con hôm nay tụng kinh chú niệm Phật, hết thảy xin bố thí cho những hung thần ác quỷ đánh con hồi trưa ở Chương Hóa, khiến cho họ lìa khổ được vui, về sau không còn đến quấy rầy con nữa, và cũng không còn quấy rầy người ông bà con của con nữa. Thật là không thể nghĩ bàn, từ đó về sau cô Quyến được bình an vô sự, người ông bà con cũng lần lần mạnh khỏe lại như thường, đã có thể đi bộ đến chợ gần đó đi tản bộ hóng mát. Mãi đến ngày 23 tháng 4, 3 giờ đêm, bỗng nhiên dứt thở, nhất thời không kịp mời người đến trợ niệm. Đây chứng minh lúc bình thường không có cái nhân niệm Phật, lúc lâm chung không có được cái duyên trợ niệm, mặc dù mong được người trợ niệm nhưng cũng không thể được. Cho nên nói, ai ăn nấy no, việc sanh tử của ai người đó giải quyết. Độc giả nếu muốn tiêu tội nghiệp cầu vãng sanh thì nhất định phải tự mình niệm Phật cho nhiều, bảo đảm nơi ở được bình an, đi ra đường được vô sự. Đồng thời, thân này lúc mạng chung được gặp duyên lành, vãng sanh cực lạc.